Hành trình qua cánh đồng chết số 27 Tác giả Chan -ri Thi Him Khi chị bình tĩnh lại, chị kể cho chúng tôi nghe chuyện vừa xảy ra nước mắt ứa ra đầy mặt. Chị nói, lúc đó chúng tôi quá mệt và sợ bị chúng bom đạn nên ngừng chạy, núp vào trong ruộng lúa cùng với bốn gia đình khác cạnh con đường đất. Đột nhiên, một người mặc đồ đen, một tên khơ me đỏ tiến lại. Hắn đến chỗ một đứa bé, một đứa bé trai bệnh hoạn, mặt xương phù, đang nấp cạnh con đường. Ôi, à ra, dì ơi, khủng khiếp quá chị mang rũ người ra run lẩy bẩy cậu bé van xin đưa tay lên trán, nó nói pao ơi đừng giết xin đừng giết cháu tên khơ me đỏ đó nói với cậu bé tao không giết mày đâu nhưng vừa nói thế hắn vừa rút khẩu súng lục ra và bắn cậu bé ngay vào đầu khi thấy vậy tôi biết rằng chúng tôi sẽ là những người kế tiếp chị Meng kể. Khi hắn bước lại phía chúng tôi, các em trai em gái tôi, dì tôi, các cô gái khác trong gia đình này, cả bà ngoại già, tất cả đều van lại hắn, tất cả đều van xin hắn. "Đừng giết, xin đừng giết chúng tôi." Khi hắn đến gần, tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi lấy cả khăn và nón để che mặt, tôi nằm dài ra đất ngay chân của dì anh chị em tôi. Tôi nghe những tiếng súng rất lớn. Trời ơi, mọi người ngã xuống trên người tôi, máu nóng chảy xuống trên người tôi, ướt đẫm cả áo tôi. Rồi tôi cảm thấy một bàn chân dẫm lên ngực. Tôi nghĩ hắn đã bắn tôi. Về sau, chị men nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Chị cứ sợ chính tên Khmer Đỏ hồi nãy trở lại để giết nốt chị. Chị kêu lên, run bần bật vì khiếp sợ. Nghe tiếng chân dừng lại bên chị, rồi chiếc nón che đầu chị bị giật ra. Chị run lẩy bẩy, kêu thét lên, đưa tay che mặt. Đừng sợ tôi, chị nghe một tiếng đàn ông nói. Tôi không làm hại cô đâu, tôi là một người lính tốt, lính của para. Anh nói rằng khi anh chú ý thấy thân thể chị Men còn thở, anh biết mình có trách nhiệm phải cứu chị. Sau khi giải thích thái độ của mình xong, anh khuyên chị nên rời chờ Noel. Vì thế chị đi đến đây với chúng tôi, một mình không còn gia đình nữa. Sau khi nghe câu chuyện của chị Meng, tất cả chúng tôi đều quyết định phải đi xa hơn nữa khỏi chờ Noel và can Đang. Chúng tôi nhập vào một nhóm người ở một vùng đầy cỏ khô, chỉ một vài đàn ông và đàn bà nói chuyện đa số thì ngồi ngắm các ngọn cỏ hay nhìn vào khoảng không. Chúng tôi đóng trại đêm ở đó. Sáng hôm sau, băng men liều đi trở lại cho Noel với vài người khác cũng mất gia đình như chị. Nước mắt chị ứa ra khi chị kể về mùi hôi và đống xác người được chuyển đến một cánh đồng khác để thiêu. A ra ơi, đứa em trai nhỏ của mình đã mất rồi. Chị nức nở, nó nhợt nhạt không còn hột máu, bất động. Chị yêu cầu chị ra cùng chị đi xem thi thể của người thân một lần cuối trước khi hỏa thiêu. Trong tình cảnh như vậy, chị ra không thể từ chối được. Đấu tranh mãi để quyết định xem làm điều gì là đúng nhất. Cuối cùng chị ra mang cả mập và tôi đi theo vì sợ lạc nhau nếu như khơ me đỏ tấn công một lần nữa. Khi chúng tôi về lại chơi Noel, dấu tích hiện diện của khơ me đỏ vẫn còn. Quần áo nằm lung tung, chăn màn song nồi vất rải rác gần các gốc cây dừa, gốc cây cọ. Tôi rất sợ trở lại nơi này. Khi chúng tôi đến gần một ngõ hẹp giữa xóm nhà, một cơn gió ấm mang lại cái mùi kinh khủng. Trước khi tôi kịp hỏi đó là mùi gì, chúng tôi đã thấy một bãi đất cho đen xì bằng nửa thủa ruộng lúa Ôi trời ơi, họ đã thiêu hết những người thân của mình rồi. Chị mang thét lên, choáng váng, đưa tay lên che miệng. Chị vội vã, đến chỗ những phần thân thể cháy thành than. Chị ra chạy theo chị. Nắm chặt tay mập, tôi như mọc rễ xuống đất. Tôi co rúm người lại. Khi chị men và chị ra, lúi húi lục tìm trong đống cho đen những phần thân thể cháy đen còn lại mùi khét lẹt đẩy bật tôi lùi lại, nhưng chính sự im lặng ma quái lại thúc tôi dắt mập lại chỗ hai chị. Bây giờ thì tất cả chúng tôi đều chăm chú nhìn vào những phần thân cháy thành than đó. Ara ơi, đây là mấy đứa em gái và gì mình đó, xem này. Bằng men bước tới, nhặt một mảnh ngực nhỏ cháy đen. Có lẽ đây là phần của em trai mình đó nó còn nhỏ lắm mà liếc nhìn cái bộ ngực cháy đen với xương lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn tôi vội kéo mập đi tôi quay mặt đưa mắt nhìn hàng cây và cánh đồng xa xa tôi cũng lấy tay che mặt cho mập bụng tôi sôi sùng sục muốn ói rồi chúng tôi rời nơi đó đi trở lại con đường chính của làng Chơ Noel chị men kể cho chúng tôi nghe những chuyện chị nghe được vào ngày đầu tiên chị trở lại nơi này đưa tay chỉ đám cây cọ chị nói rằng lính para tìm thấy thi thể một phụ nữ bị sát hại nằm lăn lóc bên cạnh thi thể của đứa con mới sinh hai chân bị xé toạc ra chị nói nhiều về đứa bé bị giết bằng cạnh răng cưa sắc lẻm của một cành cọ còn một phụ nữ khác bị phù thủng thì bị bắn vào đầu ở trong nhà Tôi ước chi băng men đừng kể cho chúng tôi nghe những chuyện ấy. Tôi cũng cầu nguyện cho chị Ri và anh Than đã không quay trở lại đây tìm chúng tôi. Tôi cầu mong họ vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Chương 16 Cuộc Di Dân Chúng tôi tới làng Sala rao thì gặp một vụ khác đang chấn động dân chúng. Chúng tôi cùng vừa khoảng 15 gia đình đi tìm chỗ trú ẩn an toàn, nhập vào một đám người gồm đàn ông đàn bà đang giận dữ, nhìn về phía ba người đàn ông tay bị trói quặt ra sau lưng. Kèm bên họ là hai người đàn ông mặc quần áo dân thường và hai người bộ đội Việt Nam trong đồng phục màu xanh lục thẫm và nón sắt. Đây là hai trong số bộ đội Việt Nam chúng tôi từng gặp mặc dù người ta bảo rằng có nhiều bộ đội đóng tại phía bên phải con đường chúng là khơ me đỏ một người đàn ông trong đám đông kêu lên chúng mặc thường phục như vậy để xâm nhập vào làng này đấy tâm trí tôi như bị khóa lại không nhận ra thêm bất cứ tin tức nào nữa giọng người đàn ông vẫn đều đều tôi không còn nghe được cơn đau giật nhức nhối của chiếc răng khôn bị sâu bỗng trở lại Cơn đau làm suy mòn luôn chút sức lực còn lại trong tôi khi đến Sala Cơ May mắn thay, trên đường đi cùng với các gia đình tị nạn, chúng tôi nhận ra anh Than, chị Ri và Phan Ly, vốn là người giúp việc trước đây của Leng, hồi còn ở Nông Penh. Khi khmer Đỏ tấn công làng Chơ Noel, họ thu xếp chạy về phía Nam, rồi họ đi theo các gia đình khác cho đến khi tình cờ chúng tôi đoàn tụ anh Than và chị Ri mang giúp tôi bao đồ thực phẩm. Gánh nặng này đã làm tôi chậm bước nhiều lần. Bây giờ, mặc dù không còn mang vác gì nữa, tôi bước đi vẫn còn thấy khó khăn. A à Thi, nằm xuống đây một chút đã. Chị Ri vỗ lên vai tôi. Chị đưa tay chỉ một tấm vải trải ra trên đất gần một rễ cây nhô ra ngoài. Thân thể tôi đòi nằm nghỉ nên rất vui mừng trước tấm vải đợi sẵn nhưng một tiếng nổ lớn vang vọng. Một ánh lửa sáng lòa, đất rung chuyển. Tôi cảm thấy nóng nực. Mắc ơi, giúp con! Tôi nghe thấy mình kêu lên một tiếng dài. Nhảy xuống nước, nhảy xuống nước đi nhanh lên! Mắc, cứu con! Vào lúc ấy tôi tưởng mình đã chết. Nhưng tôi nhận ra mình đang nằm xoãi ra và thấm ướt. Nước bùn chảy vào miệng và tai tôi. Tôi vùng vẫy cố đứng dậy một tiếng nói ra lệnh đừng nhỏm dậy a thi tôi cảm thấy có một bàn tay đè lên vai tôi tôi mở mắt và thấy chị Ri đang nằm bên cạnh hóa ra chúng tôi đang nằm dưới một cái ao tôi không hiểu nổi đột nhiên có tiếng em bé khóc ré và chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu ra rằng chúng tôi đang bị khmer đỏ tấn công lại lúc này là ban đêm một đêm sáng trăng nhiều cái đầu mờ mờ rải rác đó đây trên mặt nước chị của đứa bé có lẽ được ba tuổi cũng khóc tiếng mẹ nó thì thào đừng khóc nếu khơ me đỏ nghe thấy chúng sẽ giết con đó nín đi đứa bé gái nín khóc đưa mắt nhìn mẹ nó cha nó chậm chậm lội đến gần nó một tiếng súng khác bắn ra từ phía xa tạo nên một tiếng động lớn trong đêm bây giờ thì tôi biết đó là loại súng gì đó là súng chống tăng bắn đạn hỏa tiễn sau vài giây nó đập vào cành của chính cái cây chúng tôi đang nấp ở đấy làm lá cây vụt bốc cháy đột nhiên một tiếng nổ khác phát ra từ phía những người bộ đội việt nam khiến chúng tôi hoảng hốt gào lên tìm chỗ núp thật đúng lúc thế mà tôi cứ tưởng họ chết hết rồi chứ tiếng một người đàn ông thở phào Tiếng súng từ phía Khơ Me Đỏ ngừng lại, một lúc sau lại tiếp tục, nhưng rồi sau hai loạt pháo liên tục từ phía Việt Nam. Sau đợt thứ ba, đêm trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Tôi nhẹ nhõm, thầm cảm ơn bộ đội Việt Nam đã có mặt ở đây đêm nay để chống lại Khơ Me Đỏ. Đến sáng tôi thức giấc bởi nghe nhiều giọng nói. Một người lính Việt Nam mặc đồng phục xanh thẫm, đội nón sắt đang bước nhanh trên đường với một cái sách trông giống như cái cặp da trên tay. Đi cùng ông ta là hai cô gái, có lẽ 18 và 10 tuổi. Họ đến chỗ chúng tôi, hai cô gái đứng cạnh ông ta, cô gái trẻ hơn ngắm nghía chúng tôi. Người lính nói tiếng Việt, cô gái lớn nhìn ông ta lắng nghe, rồi cô dịch lại cho chúng tôi. Ông ta muốn đến xem thử mọi người có bị thương ở đâu không. Rồi người lính lần lượt lấy từng mảnh đạn pháo nhỏ xíu cắm vào lưng, mặt, tay chúng tôi ra. Đêm nay, một người đàn ông tóc bạc trắng mà anh Than quen biết cho chúng tôi ở nhờ nơi căn nhà gỗ của ông chừng nào chúng tôi muốn. Ông nói ở đó an toàn hơn. Chúng tôi lễ phép gọi ông là Om, ông chú. Nếu như khơ me đỏ lại tấn công, hàng cây và con đường sẽ che chở cho chúng tôi khỏi bị trúng đạn trực tiếp. Căn nhà dựng trên cột gỗ lớn, nó có ban công rộng bốn phía. Phía trước là một cầu thang xây bằng xi măng, bậc thang gỗ và sàn nhà. Chúng tôi nhẹ người khi có được chỗ này để trú ngụ. Sáng hôm sau, có hai người lính đến thăm chúng tôi. Hai người này chắc phải là anh em. Họ có cùng chiều cao, chừng hơn 1m65, tóc đen dày, da sậm trông họ khỏe khoắn, mạnh mẽ và duyên dáng, nhất là khi cười. Họ đưa mắt liếc vội chị ra, đứng dậy, đi vào ngồi xuống khu nấu nướng. Ở tuổi 20 tràn trề sinh lực, sự nhọc nhằn đã không cướp đi nổi vẻ đẹp của chị. dáng thon thả, vẻ mặt thanh tú, tóc dài khiến chị trông quyến rũ, đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi từng gặp. Trong tất cả chúng tôi, chị cũng là người khỏe mạnh nhất một trong hai người lính cầm lên một chiếc xô bằng kim loại và hỏi tôi bằng thứ tiếng cam bốt vỡ vụn cách này gọi là gì vậy tôi chậm chậm nói với anh cách từ một âm tiết chỉ cách xô anh cố gắng nói theo nhưng nói không đúng nhăn răng ra cười anh lặp lại từ đó tôi bắt đầu anh cố lần nữa nhưng vẫn nói sai khi tôi nói từ đó nhanh hơn tôi nghe tiếng dội sai lạc từ miệng anh vọng lại giống như mình nói từ cỏ rồi nghe lại bằng từ khúc. Tên anh là Chanh, anh biết ít tiếng Campuchia hơn người kia. Minh, người thường xuyên đưa mắt liếc chị ra. Sau khi học được một ít tiếng Campuchia, Minh và Trang kể cho chúng tôi nghe về Việt Nam, về đời sống của họ ở đó, về khiêu vũ, âm nhạc, rồi đột nhiên Chanh vụt chạy đi, biến mất trên đường làng rồi cậu ấy sẽ trở lại ngay thôi. Minh bảo chúng tôi miệng mỉm cười. Liền đó tranh xuất hiện với một người lính khác, miệng cười bẽn lẽn. Minh đứng dậy đưa cái xô kim loại cho người lính, rồi nói với anh ta điều gì đó bằng tiếng Việt. Đứng đối diện, chỉ cách nhau vài tấc. Minh và tranh cười tươi giói rồi gật đầu về phía người lính kia. Nghe họ ra hiệu, người lính này bèn bắt đầu gõ vào hai chiếc xô bằng sắt, tạo ra một âm thanh nhỏ đều rền như chuông. Miệng anh ta mấp máy rồi hát lên một bài hát chữ tình rất hay bằng tiếng Việt. Trước khi tôi kịp hiểu thì thân hình Minh và Tranh đã uốn éo nhịp nhàng, cong người về phía trước, uốn người lui mềm dẻo như hai cây tre, uốn mình theo nhịp của cơn gió. Tay họ cũng múa đưa theo những chuyển động vòng tròn họ cười vang tôi cũng thấy vui lây hàng người bất tận bước trên con đường uốn lượn phía trước nhà om đứng nơi ngã ba đường chúng tôi quan sát những người đàn ông đàn bà chân trần bước qua một số bồng em bé nơi tay số khác mang hàng bó nồi niêu song chảo và chăn màn bằng đòn gánh hoặc đội lên đầu một vài người còn chiếc xe đạp cũ kỹ thì chất chăn chiếu và thực phẩm lên đó. Trẻ em lớn hơn chút thì dắt đi, tay được mẹ hay chị nắm chặt. Om hỏi một người đàn ông gầy về nơi ông ta định đến. Chúng tôi không còn muốn ở lại Campos nữa, ông ta nói cương quyết. Đời sống ở đây quá khó nhọc, chúng tôi cũng không biết đi đâu, chúng tôi chỉ muốn rời bỏ xứ sở này. Trong ba ngày tiếp đó, Stakerau từ sáng đến chiều là cửa ngõ cho cuộc di dân. Sau này chúng tôi mới biết điểm đến của họ là một trại tị nạn nằm trên biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Chị Ri, Pha Ly và tôi quen một phụ nữ địa phương tên là Ar. Tôi gọi bà là Dì Art, một người phụ nữ mảnh khảnh, dễ mến với cặp mắt đen đẹp, tuổi có lẽ chừng ngoài 30. Dì có một đứa con nhỏ, Nhà gì là một căn nhà gỗ Nằm cách nhà om chừng nửa dặm Trong nhà treo đầy thúng đánh cá Xoong nồi Rổ dây gạo Và vỉ nướng bánh trên vách Vỉ nướng bánh Trở về nhà om Tôi kiểm tra lại chiếc cối đá dùng để nghiền gạo thành bột Và còn dùng vào các việc khác nữa Sau đó đến tối tôi bàn với chị ra Di và anh Than Ý tưởng của tôi Về việc làm bánh nướng để đổi lấy gạo với người trong làng tôi bảo họ khách hàng cũng chính là những người dân đi qua làng sala karao người đi đường đói sẽ phải mua thức ăn mục đích của tôi là sống bằng số gạo dư ra như thế chúng tôi khỏi phải trồng lúa chị ra nói khó mà bán được vì người ở đây không bán thứ gì cả anh than thì không nghĩ rằng người ta sẽ mua bánh của tôi cho nên anh bảo sẽ phí chỗ gạo dùng để đầu tư vào việc làm bánh thôi không giống chị ra và anh Than, chị Di cho rằng tôi phải thử mới biết được. Được sự hỗ trợ của chị, tôi ngâm nước sẵn chừng 4 ký gạo để ngày mai xây thành bột. Dạng sáng tôi thức dậy, vo lại gạo và rửa cái cối đá, xong nghiền gạo thành bột. Chừng một tiếng đồng hồ thì xong, tôi bèn trộn bột với nước đường cọ đen xì, với muối và nước. Tôi nghĩ thêm trứng và nước dừa vào nữa bánh này hẳn ngon không kém gì loại bánh chúng tôi ăn hồi còn ở nông Penh. Nhưng ngay cả thế này thì cũng vẫn ngon rồi. Nơi ngã ba đường cái, dưới bóng mát của hàng cây lớn, tôi chọn một địa điểm gần nơi giao lộ có nhiều người qua lại. Đặt nồi đựng bột xuống đất rồi đào một cây hố, xong đặt ba viên đá bên mép hố để đỡ trước vỉ nướng. Chị Ri mang cho tôi củi, vỉ nướng bánh mượn của dì Art đĩa dẹt, nĩa, một mảnh gỗ thông từ nhà om để nhen lửa. Mập thì xách cho tôi cái xô rỗng và một thùng đựng sữa cũng rỗng. Sửa soạn xong, tôi bắt đầu làm bánh. Chị Ri, Mập và chính tôi là khách hàng đầu tiên của tôi. Chúng tôi ăn hai cái bánh đầu tiên khi chúng dính vào vỉ sắt giòn tan. Tôi đưa một miếng vào miệng. Mập nôn nả nhặt các miếng vỡ lên và ăn ngay trước khi tôi cho nó ăn. Chị Ri thì nhấp môi suy nghĩ. À thì ơi, bánh không được ngọt lắm. Chị đưa mắt nhìn tôi, nghĩ ngợi. Em biết, tôi nói nhăn răng cười, sung sướng vì cuối cùng đã nghe chị bình luận. Thật ra, đó là vì tôi không muốn tốn quá nhiều đường trong trường hợp chúng tôi không bán được và cuối cùng phải ăn hết sản phẩm của mình. Chị Ri cười nói vừa lắc đầu, cái con bé này, được rồi, chị sẽ về lấy thêm đường nữa tôi cũng cười. Đó chính là điều mà em định nhờ chị làm. Dần dần đám trẻ trong làng Sala Crow kéo đến nhìn chúng tôi, chúng đứng nhìn thèm thuồng trong khi tôi bóc từng chiếc bánh ra khỏi vỉ. Chị Di bảo chúng, "Nào, đi lấy gạo đi, bảo với mẹ của tụi em là muốn ăn bánh nướng." Chị cười bẽn lẽn và vẫy tay bảo bọn chúng. Chị cười vì đã nói như vậy. Một lon gạo, tôi nói thêm nhặt cái lon sắt trong xô đưa cho chúng xem. Thì đổi được hai cái bánh này, tôi chỉ vào những chiếc bánh nướng trong đĩa. Chị Ri nhéo tôi cười rúc xích, mập thấy vậy cũng cười theo. Bột bánh hết nhanh hơn tôi tưởng, sách về một xô gạo khá nặng. Cả vốn lẫn lời của chúng tôi, tôi đùa với chị Ri về công việc của ngày hôm nay. Chị Ri trêu tôi, lập đi lập lại lời bình của khách hàng. Tôi thì đóng cả vai khách hàng lẫn vai của tôi, nói như là đang đóng kịch. Mập cũng cười, ngước mắt nhìn hai người chị khủng điên của nó, trong khi chúng tôi rúc ra rúc rích như các cô cậu học trò ngày nào. Tiệm bánh nhỏ xíu của chúng tôi kéo theo cả một cái chợ giã chiến, nơi ngã ba đường, dưới bóng cây, người dân làng Salakrao và các làng khác kéo đến tham gia vào việc mua bán đổi chác. Họ mang đu đủ, dừa, bí, cá sống, cả thúng mùng, bất cứ cái gì dùng được để đổi lấy gạo. Nhiều người khác cũng dựng lên chỗ bán hàng để cạnh tranh với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi phải đổi qua làm và bán bún. Cái chợ này mở rộng hơn, lan từ chỗ ngã ba đường vào tận một căn nhà gỗ. Trong hai tháng, với dòng người đi qua, đột nhiên, thực phẩm, mọi thức khác được trao đổi bằng những miếng vàng nhỏ 24 cara cắt ra từ dây chuyền vòng tay nhẫn một thứ tiền tệ nhẹ dễ mang hơn gạo nhiều. Tôi ngạc nhiên thấy người ta vẫn còn nữ trang, nhìn lại tôi nhớ cái lúc người trưởng làng ở Dapo bảo chúng tôi trao hết nữ trang của mình cho ăn Ca Ông ta nói rằng chúng tôi thật xấu khi sở hữu những vật có liên hệ đến bọn đế quốc Mỹ, thế mà bây giờ nó lại giúp người ta mua được cái ăn cũng như với bánh nướng, những người khác cũng bắt đầu làm bún cạnh tranh khách hàng với chúng tôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã thấy tác động của sự cạnh tranh này và chỉ còn bán được cầm hơi. Chị Ra, anh Than, chị Di và tôi bàn luận về sự sống còn trong tương lai, cách để sinh sống. Sau khi nói chuyện với những người từ công bông chảm, chị Ra, anh Than, chị Di và Pha Ly quyết định đi cùng họ đến biên giới để mua hàng từ các nhà buôn Thái rồi mang về bán ở Sala Krao. Một hôm, sau khi mấy người họ đã rời khỏi nơi đây, chúng tôi quyết định nghỉ bán. Cũng vì ngày hôm trước chúng tôi bán chẳng được bao nhiêu. Tạm thời chút bỏ gánh nặng buôn bán khỏi vai, tôi bèn chơi nhảy dây dưới hàng cây trước cửa nhà om. Lát sau có một con bé chạc tuổi tôi, 13, đến và xin cho nó chơi tôi vui vẻ đồng ý chúng tôi chơi nhảy dây thi tôi thắng thế là tôi được nhảy trước tôi vừa nhảy vừa mỉm cười trông như tôi đang nghỉ xả hơi sau một lớp học dài buổi sáng rồi đến phiên con bé nhảy tôi thích thú nhìn nó bỗng mẹ nó gọi nó đi trong khi tôi đang tiếp tục nhảy dây một mình thì nó trở lại nó phấn khích nói rằng nó và mẹ nó sắp đi mua thức ăn gần thái lan rồi mang trở lại đây nó hỏi tôi có muốn đi cùng không? Tôi hỏi nó, mất bao lâu thì đến được cái chợ ở gần Thái Lan? Mẹ nó nói, ồ, không xa lắm đâu. Và trước khi cháu nhận ra thì cháu đã về đến đây rồi. Một đứa trẻ như cháu thì có thể mang được bốn hộp mì ăn liền. Kiếm được nhiều lời đấy. Cháu có muốn đi không? Bác sẽ dẫn theo Srei đi cùng với bác. Vâng ạ, tôi hằng hái đáp. Tôi tưởng tượng mình mang bốn thùng mì trên lưng, chưa kịp tôi đã thấy mình đi trong chợ này, rồi trong nháy mắt tôi đã trở lại Sala Ground dễ ợt. Tôi nghĩ, giống như người đàn bà kia nói. Tôi bảo chị Di rằng hai ngày nữa tôi sẽ trở lại đây. Thấy sự phấn khích của tôi, chị mỉm cười khi chia cho tôi nửa số vàng chúng tôi kiếm được bằng cách bán bánh và bán bún. Chúng tôi kiếm được. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại